Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay là một ngày chủ nhật khá là rảnh rỗi và chúng tôi đang có mặt tại Toyota Thăng Long để tìm hiểu sơ lược qua về một mẫu xe bán rất là chạy tại Việt Nam. Chiếc xe này thì luôn trong top 10 chiếc xe bán chạy nhất Việt Nam và có lẽ tháng 1 vừa qua là một tháng kém nhất trong phần về doanh số, đó chính là dòng xe Toyota Vios. Và trước mắt chúng ta đây là chiếc Toyota Vios số sàn màu bạc. Đây là phiên bản rẻ nhất của dòng xe Vios tại Việt Nam. Phiên bản số sàn này thì rất là phù hợp với những khách hàng có nhu cầu chuyên chở dịch vụ kinh doanh vận tải hoặc đơn giản là những khách hàng mà thích trải nghiệm xe số sàn. Chiếc xe Vios số sàn này có rất nhiều màu sắc để cho khách hàng lựa chọn. Đó là màu vàng cát đây, màu bạc, màu rám lông chuột, màu đỏ, màu trắng và màu đen. Chiếc Vios trước mắt chúng ta là phiên bản mới nhất 2019, mới xuất xưởng cách đây vài ngày. Và đây là tổng thể phần đầu xe. Đèn halogen dạng thường này, lưới tản nhiệt đen. Đèn sương mù thì được cắt bớt và đặc biệt là cũng không có giải đèn LED. Đèn LED và đèn bi sẽ chỉ xuất hiện trên Vios G. Có thể thôi coi chiếc Vios E phiên bản này là một bản thiếu của dòng xe Vios. Tuy nhiên thì chỉ thiếu về trang bị, còn tất cả những tính năng an toàn khác như là túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ hành ngang dốc, xe vẫn được trang bị đầy đủ. Và Vios cũng là chiếc xe duy nhất ở Việt Nam số sàn phục vụ cho nhu cầu kinh doanh vận tải lại được trang bị tính năng an toàn tốt đến như vậy. Hiện tại phiên bản Vios 2019 này được trang bị tới 7 túi khí, cân bằng điện tử, chống lật, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Và xe có thêm cả tính năng phanh, phân bố lực phanh điện tử đó. Xe rất là dài rộng, cực kỳ thoải mái ở trong dòng sedan hạng B. Chiếc xe này sử dụng động cơ 1.5 lít đi kèm số sàn 5 cấp và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu rất nhiều người quan tâm. Theo công bố của Toyota Việt Nam thì xe sẽ tiêu thụ 5,8 lít dành cho đường hỗn hợp, 7,3 lít trong đô thị và dưới 5 lít cho đường cao tốc ngoài đô thị. Một mức tiêu thụ rất là tuyệt vời dành cho một dòng sedan mà có thể nói là sẽ đi lại nhiều. Đây là tổng thể phần đuôi xe. Phần đuôi xe của phiên bản 2019 này thì khác biệt khá nhiều so với phiên bản cũ 2018 khi đèn hậu được vuốt dài hơn, dẹt hơn, trong khi đó phiên bản cũ là đèn vuông. Đáng chú ý là phiên bản Vios này không được hỗ trợ cảm biến lùi cũng như là camera lùi. Chúng ta sẽ ngó qua một chút về nội thất của chiếc Vios số sàn này. Đây, mời các bạn chiêm ngưỡng qua nội thất. Với chiều dài xe là 4.410mm, đi kèm chiều dài cơ sở là 1.700mm. Toyota Vios tạo cho khách hàng một cái khoang không gian nội thất rất là rộng rãi. Đặc biệt là ở hàng ghế thứ hai có 3 tựa đầu ghế ngả vừa phải, khoảng để chân rất rộng và đặc biệt là trần xe cao và thoáng. Mặc dù chỉ trang bị ghế nỉ, tuy nhiên thì chúng ta dễ dàng thay đổi thành ghế bọc da với chi phí chỉ khoảng từ 1,5 triệu đồng. Và đổi màu tùy thích theo ý của khách hàng. Đây là tổng thể hàng ghế thứ hai. Và chúng ta sẽ lên một chút trên khoang cabin. Đây là tổng thể khoang cabin của chiếc Vios này. Các bạn thấy số sàn, cần số rất là rõ ràng. Ghế điều chỉnh cơ. Và một chút về tiện nghi của chiếc xe này. Thực tế ra thì Vios được đánh giá cao về động cơ, hộp số, vận hành cũng như là tính năng tiện dụng. Tuy nhiên thì xe lại thiếu đi những cái đồ chơi mà hiện tại rất được lòng quý khách hàng. Chúng ta quan sát thấy là chiếc xe này thì vẫn sử dụng đầu CD một đĩa, 4 loa, có đầy đủ cổng kết nối Bluetooth AUX, FM, AM, điều hòa chỉnh cơ. Đây chính là hộp số sàn 5 cấp. Trên vô lăng này, một loại vô lăng giả da. Cầm nắm thì chắc chắn, tuy nhiên không thể mượt mà được. Đồng hồ đơn sắc, dễ quan sát trong trời tối. Tuy nhiên thì lại không đủ màu mè để khiến cho những khách hàng trẻ thấy hài lòng. Vios phiên bản này thì vẫn sử dụng chìa khóa dạng cơ thay cho chìa khóa Smart Key trên Vios bản G. Mặc dù có mức giá niêm yết là 531 triệu, tuy nhiên thì chưa bao giờ Toyota Việt Nam bán chiếc xe này với mức giá như vậy cả. Thường thì đại lý sẽ khuyến mại cho khách hàng dao động trong khoảng từ 20 đến 25 triệu, cá biệt có thời điểm lên đến 30 triệu. Tức là chiếc xe này khi đến tay khách hàng sẽ chỉ rơi ở mức khoảng 500 triệu. Sau khi hoàn thiện tất cả các thủ tục, chi phí đăng ký đăng kiểm, biển tỉnh thì sẽ rơi vào khoảng tầm 570 triệu. Còn biển Hà Nội thì sẽ xấp xỉ tầm 600 triệu. Đây là một mức giá có thể coi là chấp nhận được cho một chiếc xe
có thương hiệu lớn, bền bỉ, vận hành tiết kiệm và đặc biệt là chi phí bảo dưỡng thay thế rất là rẻ, chỉ ngang với một chiếc SH nhập. Chiếc Vios này sẽ được Toyota Thăng Long hỗ trợ trả góp lên đến 80% giá trị xe, tức là khách hàng chỉ cần thanh toán trước khoảng 20% giá trị xe, tương đương với khoảng 100 triệu cộng với tiền chi phí đăng ký. Như vậy thì nếu mà khách hàng ở tỉnh thì chỉ cần chuẩn bị trước khoảng 170 triệu là nó có thể mua được chiếc Vios này, còn khách hàng Hà Nội thì khoảng tầm 190 đến 200 triệu. Mọi thông tin chi tiết về cái dòng Vios này, quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại hotline bên dưới để được tư vấn kỹ hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những clip tiếp theo.